Sao? Vậy à? Thế là em gì? Cầm chìa khóa nữa? Ừ? Có gì? Đi làm sao? Sao vậy? Muốn đi đâu mà lấy chìa khóa ra để đi hả? Ôi trời ơi. Ăn luôn rồi. Phải lấy cái này về luôn. Quay nào Bi, dừng lại, đây, cầm bánh vào đi. Cầm bánh đi vào trong nhà ấy. Đi chị, cầm nó ra. À, cầm hộ chị cái bánh vào nhé. Cầm lên bà đấy. Chờ chị đi cắt đồ nha, chị bóc xong. Đi đi. Đi vào nấu cơm nhé. Đi. Đi chị vào nấu cơm. Cầm ra đây. Ây chà, giỏi chứ nhỉ. Đặt xuống là rồi. Đặt xuống đây. 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 Đặt xuống đây
lột ra cái củ này cho biết. Để vào đây đâu này. Xíu nữa chị lột. Cắt vào cái đấy thôi. Đây, đứt tay lại. Cạo vỏ thôi nhé. Nghe đủ nghe ngon lắm đấy. Ok. Ok. Mình chờ đi. Mình tạm biệt chỗ này. Đi ngồi canh nước cho chị nhé. Canh nước đi. Tạm biệt. Mình chào.
chị nó bắt ra ủ đi ra đây. Chờ tí, thấy nước xin. Xôi rồi đi. Thì cho nó cùi vào. Wow. Cho vào nha. Từ từ. Bắn vào mặt chứ. Bi muốn ăn giòn giòn xíu cho ngon. Chị đục đòn cho Bi nhé. Đục giòn ăn cho nhiều dinh dưỡng. Bi ăn cái rau này bao giờ chưa? Mình đã xem cơm chín chưa nhé. Cơm chín chưa? Cơm chín. Wow, chín rồi. Từ sau chín nữa được nhá nha. Cơm chín rồi. Để em luôn nhá. Chờ sau chín nữa được nhá. Để lên tiếp ạ. Không phải đâu. Bỏ đấy. Đi ơi. Bỏ đây á. Lấy hai nha chị, để đây, con chị cắt xong, rồi lấy thịt đấy. Thái hành. Chờ tí. Này, hành đi lấy cho chị đây. Nào, rơi chả đây rồi, để ra. Bi ơi. Cứ để đấy. Trời ơi. Nhiệt tình vậy. Đây. Đây, đổ này. Mở bếp này.
Xong vớt là đổ bi ra nha. Chết.
viên rau củ không chị cắt chưa? Em thấy quả này không? Không thích à? Bi mà mua cái này mà không ăn à? Đi ăn cả là cà rốt đi. Ăn đi, gấp cà rốt ăn nữa đi anh. Ăn mất cơm không khó tiêu. Không, ăn cơm đi. Nó miếng cà rốt này. Không, lấy canh đi uống canh nhé. Gắp bì bì nữa. Chán rồi à? Không ăn nữa rồi thôi nhé. Cái gì? Chán rồi lấy canh nha. Chỉ lấy canh cho. Uống canh. Dễ tiêu. Từ 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 từ. Nị. Thôi nào. Nhét canh cho mình nhé. Nhét canh. Cô tư nè. Để thêm nhé. Uống thêm nhé. Cái tiếp theo nhỉ. Sợi bị no quá. Để.
Sao chưa? Hả? Uống nước không? Thôi nhá, thả bát canh đi, hơi nhỉ. Ăn no quá. Xin mẹ. Thôi, từ từ rồi ra ngoài chơi. Nóng nóng chứ gì. Đấy, từ từ rồi đi chơi. Hãy đi đi. Chị ăn nước thì đọc đâu. Chơi nhẹ nhàng nhé.